Rồi, em xin chào nhà nha. Hiện một con cơ nha. Lâu lâu mới về được cơ nội địa Nhật Senko 5 Automatic nha, 21 chân kính ha. Thì con này cọc số dạ quang nha, số học trò dạ quang. Anh em nào thích số học trò dạ quang chốt này ha. Quá sáng. Mấy này thì chuẩn nội địa rồi, dòng Senko cơ này nè, dây khóa zin đồng mi trắng ha, bản thép nha. Bản thép phay xước cũng còn chút xíu nha, bốn góc còn phay xước nè. Thì con này kính zin không sức mẻ, có lông mèo không đáng kể nha. Đó. Kính cũng còn đẹp á, có lông mèo, hàng si phải có lông mèo rồi. Dây khóa nè, dây khóa zin dập hiệu Senko ha. Con này lỗ đáy sau ha, chạy máy là 7S26A nha, 21 chân kính nè. Thì ở dưới đây, ở dưới cái đây nha, dưới cái bánh, dưới cái máy nè, có chữ Senko nè, dập chữ Senko nữa. Trong máy dập chữ Senko nè ha. Dưới hình như bánh tóc cũng có chữ Senko nha. Ở trong cái bánh, ở dưới bánh bánh tóc chạy nè, có chữ Senko ha, hai chữ Senko luôn. Con này em bao nha, chuẩn nha, chuẩn máy nội địa Nhật hết rồi. Lỗ đáy sau, độ mới này còn cao nha. Dây này chắc 18 vừa, tay 18 đeo vừa nha, 17.5 đeo thoải mái ha, đâm tay 7. Thế này anh em thích hợp cho những anh em tay tầm 17 như em đổ lại đeo đẹp à. Hai lập gốc 3 giờ luôn ha. Rồi, con này xe ngang của nó nha. Xe ngang của nó là 37, 36.7 với 37. Chiều đứng luôn là 41.5 mỏng nè. 107, 108 ha. Bên hông cũng còn phải xước xíu xíu. Nói chung con này cơ automatic, xin con 5 automatic nó gì cũng đẹp lắm nha. Độ mới còn cao đó, lộ mặt sau ha. Rồi con này em bán nhà giá là 1.550.000 mã A98 nha. Full zin ha. Độ mới cao. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Cọc số trò dạ quang. Dạ quang giữ lâu nha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.